cha cả. Mà chậm mặn đăng à nãy bà đi tay Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản ật nhậm lời nhưng chẳng gì hơi mở đạo dạy đời nắm vườn đã ngày giờ đó là nhóm Kiều Trần Hương được nếm hương vị hữu rồi từ đó mở mang giáo pháp một lòng thối không muộn những điều lâu năm cả đáp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngày thuyết pháp nơi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn nê tối mê cầu được trí tri vẹn toàn nữa tại quy niệm từ quan hệ đạt dạ kính tế lễ từ Đức Thanh Tâm. Xin chào quý vị Phật tử trong lớp học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học qua cái phẩm mới đó là Sa Tí Quắc Vô, phẩm trí nhớ. Và bây giờ thì ở trong lớp học chúng ta ở đây có quý vị có đang học đến đoạn số 5. Suy nghĩ là sau này có thể là những vị Phật tử mà thường xuyên chúng ta có thời gian ở trong lớp học á, quý vị có thể nếu như mà mình muốn học cho nó tốt á, quý vị nên chuẩn bị phần chánh văn rồi thay phiên nhau chúng ta đọc. Thì nếu như để cho một người đọc không thôi á, thì cũng được thôi, nhưng mà có nhiêu phước thì người đó hưởng hết. Cho nên sư cũng muốn cho quý vị cùng nhau đọc. Thứ nhất là chúng ta có thể ai cũng học tốt được. Thứ hai là đôi khi có những cái trường hợp cái người thường xuyên đọc vì ấy đang bận công việc hay như thế nào thì cũng có người khác chúng ta làm công việc có được, chứ không phải là mình bị động mà không có làm được. Rồi bây giờ thì cũng như có thể đọc được giúp sư cái phần chánh văn hay không. Nếu như mà đang chạy xe trên đường về thì thôi để sư đọc cho. Rồi còn khi những bữa nào mà ở nhà lúc đó đọc, chứ còn đôi lúc mình miễn cưỡng quá thì nó cũng xảy ra những chuyện không hay. Alo. Rồi như vậy thì hôm nay sư đọc phần chánh văn luôn.
không biết bên đó quý vị có còn nghe hay không, sư thấy không có tín hiệu gì hết. Rồi vậy tốt rồi. Rồi, như vậy thì trước khi bắt đầu chúng ta làm lễ tam bảo, sau đó sư sẽ đọc phần chánh văn rồi giảng bài cho quý vị ngày hôm nay luôn. Chúng con đến với lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đứng chánh đẳng giác. Chúng con đến với lòng thành kính làm lễ giáo pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng có công năng hướng thượng, cho đến sự lễ cho tất cả có lòng tin và thực hành theo. Chúng con đến với lòng thành kính làm lễ ơn đức tăng bảo, những người đã được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp, các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, là môn phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý đó. Đức vua đã nói rằng: thưa ngài Nana, có phải thân thể đối với bậc xuất gia là đáng yêu? Tâu đại vương, thân thể đối với bậc xuất gia là không đáng yêu. Thưa ngài, vậy tại sao ngài lại nâng niu và quyến luyến? Tâu đại vương, khi đại vương tham gia chiến trận, có phải đôi khi nào đó đại vương có bị tên bắn? Thưa ngài, đúng vậy. Tâu đại vương, vậy có phải vết thương ấy được bôi cao, được thoa dầu và được băng bó bằng những miếng vải mềm? Thưa ngài, đúng vậy. Nó được bôi cao, được thoa dầu và được băng bó bằng những miếng vải mềm. Tâu đại vương, phải chăng vết thương là đáng yêu đối với đại vương nên được bôi cao, thoa dầu và được băng bó bằng miếng vải? Thưa ngài, vết thương quả thật không đáng yêu đối với trẫm. Tuy nhiên nhằm mục đích làm cho da thịt nên nó được làm lành, da thịt nên nó được bôi cao, được thoa dầu, được băng bó bằng những miếng vải mềm. Tâu đại vương, tương tự cũng như vậy. Thân thể đối với bậc xuất gia là không đáng yêu, và các bậc xuất gia chăm nom thân thể mà không bị bám víu nhằm nâng đỡ việc thực hành phạm hạnh. Tâu đại vương, thân thể ví như vết thương đã được Đức Thế Tôn đề cập đến. Vì vậy, các bậc xuất gia chăm nom thân thể như là chăm sóc vết thương mà không bị bám víu. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Được bao bọc bởi lớp da ẩm ướt, vết thương lớn có chín cửa rỉ ra xung quanh những mùi hôi thối và không có trong sạch. Thưa ngài Nagasena, ngài thật là khôn khéo. Đức vua đã nói thêm rằng: thưa ngài Nagasena, có phải Đức Phật là vị biết tất cả, thấy tất cả? Tâu đại vương, đúng vậy. Đức Thế Tôn là vị biết tất cả, thấy tất cả. Thưa ngài Nagasena, vậy thì tại sao Đức Thế Tôn đã quy định điều học cho các đệ tử theo từng điều một? Tâu đại vương, có người thầy thuốc nào của ngài biết được toàn bộ những dược phẩm ở trái đất này hay không? Thưa ngài, đúng vậy, có. Tâu đại vương, phải chăng người thầy thuốc ấy cho người bệnh uống thuốc khi thời điểm đã đến hay là khi thời điểm chưa đến? Thưa ngài, vị ấy cho người bệnh uống thuốc khi thời điểm đã đến, không phải khi thời điểm chưa đến. Tâu đại vương, tương tự cũng như vậy. Đức Thế Tôn là vị biết tất cả, thấy tất cả. Ngài không quy định điều học cho các đệ tử khi không phải là thời điểm. Khi thời điểm đã đến, ngài mới quy định điều học cho các đệ tử cho đến trọn đời không nên vượt qua. Thưa ngài Nagasena, ngài thật là khôn khéo. Đức vua cũng nói thêm rằng: thưa ngài Nagasena, có phải Đức Phật hội đủ 32 tướng của bậc đại nhân và được phân biệt với 80 tướng phụ, có sắc vàng, có làn da như là vàng, có hào quang một sải tay? Tâu đại vương, đúng vậy. Đức Thế Tôn hội đủ 32 tướng của bậc đại nhân và được phân biệt bởi 80 tướng phụ, có sắc vàng, có làn da như là vàng và hào quang một sải tay. Thưa ngài, có phải cha mẹ của Đức Phật cũng hội đủ 32 tướng của bậc đại nhân và được phân biệt với 80 tướng phụ, có sắc vàng, có làn da như vàng và có hào quang một sải tay? Tâu đại vương, không phải. Thưa ngài Nagasena, trong khi là như vậy thì không thể nào Đức Thế Tôn sanh lên được
hội đủ 32 tướng của bậc đại nhân và được phân biệt bởi 80 tướng phụ, có sắc vàng, có làn da như vàng, có hào quang một sải tay. Hơn nữa, con trai là giống mẹ hay bà con bên mẹ, hoặc con trai là giống cha hay bà con bên cha. Vị trưởng lão đã nói rằng, tâu đại vương, có loại sen nào có trăm cánh không? Thưa ngài, đúng vậy, có. Vậy xuất xứ của nó từ đâu? Nó sanh ra ở trong bùn và sống ở trong nước. Tâu đại vương, phải chăng hoa sen có sắc hoặc mùi hoặc có vị tương tự như bùn? Thưa ngài, không đúng. Vậy thì phải chăng hoa sen có sắc, có mùi, có vị tương tự như nước? Thưa ngài, không đúng. Tâu đại vương, tương tự như vậy, Đức Thế Tôn hội đủ 32 tướng của bậc đại nhân và phân biệt với 80 tướng phụ, có sắc vàng, có làn da như vàng và có hào quang một sải tay. Thưa ngài Nagasena, ngài thật là khéo léo. Đức vua cũng nói thêm rằng, thưa ngài Nagasena, có phải Đức Phật là người hành phạm hạnh? Tâu đại vương, đúng vậy, Đức Thế Tôn là người hành phạm hạnh. Thưa ngài Nagasena, chính vì điều ấy, có phải Đức Phật là học trò của Phạm Thiên? Tâu đại vương, đại vương có con voi đầu đàn hay không? Thưa ngài, đúng vậy, chẳng có. Tâu đại vương, phải chăng con voi ấy đôi khi nào có lúc nó cũng rống lên tiếng rống giống như là loài cò? Thưa ngài, đúng vậy, nó có rống. Tâu đại vương, chính vì điều ấy, phải chăng con voi ấy là học trò của con cò? Thưa ngài, không đúng. Tâu đại vương, có phải Phạm Thiên có tánh giác? Thưa ngài, có tánh giác. Tâu đại vương, chính vì điều ấy Phạm Thiên là học trò của Đức Thế Tôn. Thưa ngài Nagasena, ngài thật là khôn khéo. Câu thứ 5. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, có phải việc tu lên bậc trên là tốt? Tâu đại vương, đúng vậy, việc tu lên bậc trên là tốt. Thưa ngài, vậy đối với Đức Phật có việc tu lên bậc trên hay là không có? Tâu đại vương, Đức Thế Tôn đã tu lên bậc trên ở cội cây Bồ Đề với trí biết tất cả. Đối với Đức Thế Tôn, không có việc tu lên bậc trên được ban cho bởi người khác. Tâu đại vương, giống như việc Đức Thế Tôn quy định điều học cho các đệ tử cho đến trọn đời không nên vượt qua. Thưa ngài Nagasena, ngài thật là khôn khéo. Thưa quý vị, đó là phần chánh văn sư đã vừa mới đọc cho quý vị. Tổng cộng có 5 câu, 1, 2, 3, 4, 5 ở trong cái phẩm tuyên này, đó là Sát Tiếu Quốc Ngôn, phẩm Quý Nhớ. Và bây giờ thì sư sẽ tuần tự trình bày cho quý vị những cái điều cần thiết ở trong bài học này. Trong bài hôm nay cũng có một vài những điểm rất là hay. Sư sẽ dành thời gian chú trọng nói đến những điểm đó nhiều hơn, tức là những điểm nổi bật đó. Rồi. Hồi đó sư có nghe được một cái cách thức để mà phân biệt đối với một vị hành giả. Thưa quý vị, làm thế nào để mình có thể phân biệt được cái gì trong những cái việc sử dụng những vật dụng hoặc những công việc nào đó mình làm mà được gọi là cần thiết, và như thế nào thì nó được gọi là không cần thiết, mà khi chúng ta làm với cái nội tâm thích thú, dính mắc, tham ái. Bởi vì có thể nói rằng trong cái quá trình mà chúng ta quán xét về danh sách đó, thưa quý vị, để mà tìm hiểu về thực tánh của pháp, như thế nào là thiện, như thế nào là bất thiện, thật ra nó không có đơn giản đâu. Nếu như ai mà có thể nhìn ra được những điều đó một cách rõ ràng, nhanh chóng, thì sư phải nói rất hoan hỷ đối với cái trí tuệ và tỉnh giác cũng như niệm lực của vị ấy. Nhưng mà theo như những gì mà sư biết về bản thân mình thì điều này nó không có đơn giản. Đôi khi chúng ta có thể phân biệt được một vài những cái đặc tính của pháp diễn ra một cách thông thường, bởi vì nó quá ư là lộ liễu, cho nên mình có thể thấy được nó rõ ràng. Nhưng mà ngoài ra có một vài những cái trường hợp đó, thưa quý vị, chúng ta hình như Thank you.
qua gì trường hợp chúng ta dường như là mình không phân biệt được. Cái đó nó có phải là mình làm bất pháp từ cái điều không cần thiết hay không? Hay nói cách khác là mình làm cái điều đó có phải là nó vô ích, nó dư thừa, nó rơi vào trong cái tình trạng là mình làm do bởi cái dục tham, cái sự thích thú, thỏa thích của mình đối với điều đó hay không? Hay là mình sử dụng cái đó, vật đó, như vậy nó có phải là đi quá xa những cái nhu cầu thiết yếu hay không? Đây là một trong số những điều mà có thể nói rằng chúng ta rất khó để mà nhận định được trong cái việc tu tập của mình. Có thể là quý vị ở đây, chúng ta do cái khả năng tu tập của mỗi người và công hạnh bồi bổ pháp của mỗi vị khác nhau, đôi lúc có những người ta có thể nhìn ra được những điều này nó rõ hơn. Nhưng mà riêng đối với sư, trong những thời điểm ban đầu, thưa quý vị, phải nói rằng rất khó để mà nhìn ra được điều này. Cho nên đôi lúc chúng ta thường hay muốn một cái gì đó, giữa cần và muốn, thưa quý vị, là hai cái chuyện hoàn toàn khác nhau. Có những trường hợp chúng ta muốn, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng đây là cái điều cần thiết, đây là điều cần thiết. Chính vì vậy mà có một hôm á, có một buổi nọ sư có nghe được một cái lời giải thích của vị thầy thiền sư đưa ra cho thêm một số những cái thông tin để chúng ta có thể giám định được trong trường hợp nào được xem như là mình có thể hiểu được lúc đó mình làm điều đó, mình sử dụng cái vật đó với thì theo cái ý nghĩa là cần thiết. Cần thiết tức là đúng đắn, hợp lý, chân chánh. Còn trong trường hợp nào mình sử dụng cái vật đó hay làm những cái chuyện đó là được thuộc về lĩnh vực dư thừa, mình làm chẳng qua mình thích thôi, chứ nó điều đó không nhất thiết là cần thiết phải làm như vậy. Đó chính là cái sự khác biệt giữa cần thiết và thích thú, thưa quý vị. Nó có hai cái đặc điểm như sau. Thứ nhất đó chính là điều mà được gọi là cần thiết đó, đó là những việc để giải quyết những vấn đề rất là thiết yếu, cơ bản cho cuộc sống của mình. Nếu như không có thì nó có thể dẫn đến cái sự nguy hại, khổ đau cho chính bản thân mình và kể cả cho người khác. Trong khi ngược lại á, thì cái chuyện thích thú để làm cái chuyện đó được gọi là thích thú thì nó hoàn toàn nó ngược lại. Tức là nó vốn không có cái đó nó cũng không sao. Nó vốn không có cái đó nó cũng không có vấn đề. Và khi mà mình làm cái chuyện đó đó, nó không có cần thiết, bởi vì lúc mình làm việc đó, thưa quý vị, nó cũng không có ảnh hưởng gì đến cái sự an vui hay là khổ đau của người khác. Đây là cái yếu tố thứ nhất đầu tiên, cái thông tin đầu tiên để mà mình có thể giám định được. Điều thứ hai đó chính là để được gọi là điều đó là điều cần thiết, tức là một sự nhận đi kèm theo đó chỉ là phương tiện, và chúng ta ít có khi nào bị nhiệt não đối với những việc và những thứ mà nếu như mà mình làm hoặc là mình đi tìm kiếm nó được hay không, chúng ta cũng không có vì những cái điều đó mà nó chi phối, làm cho tâm của mình bị nhiệt não. Đó. Trong khi đối với thích thì nó hoàn toàn ngược lại. Thích thú nó đi kèm theo một cái nhận thức là bắt buộc phải có điều đó thì mới được. Nếu như không có là nó không có chịu. Nếu như không có là nó sẽ bực bội, nó sẽ không có chịu. Cho nên từ hai nguồn thông tin này chúng ta có thể hỗ trợ để mà mình giám định được trong những lúc nào chúng ta sống thì những điều mà mình làm
hay tầm cầu, nó được gọi là đúng đắn, được gọi là cần thiết, những cái nhu cầu thiết yếu được gọi là cần thiết. Và lúc nào thì nó rơi vào cái trường hợp gọi là thích thú, chẳng qua mình làm vì do mình dính mắc mà thôi, chứ không có nó cũng chẳng có vấn đề gì hết. Điều này rõ ràng hơn khi chúng ta quay lại xem xét đối với cái đời sống xuất gia. Thế là một vị tân thọ thì khu, thưa quý vị, vừa mới thọ giới xong thì cái công việc của ngài hòa thượng tới độ là ngài có cái trách nhiệm là dạy cho đệ tử về hai cái kỹ năng cơ bản nhất và xem như là nền tảng cái sanh mạng của đời sống xuất gia. Trường hợp thứ nhất đó chính là bốn pháp không có nên làm. Bốn pháp không có nên làm, nói đến bốn cái điều học được xem như nếu như phạm vào thì cái phẩm hạnh mạo tỳ kheo nó sẽ không còn nữa, hay còn gọi là bốn pháp trục xuất đó, thưa quý vị. Thì bốn pháp đó là bốn pháp nên cần phải ghi nhớ đầu tiên, nó quan trọng lắm. Còn những cái điều học sau á thì sau khi thọ giới xong thì vị tỳ kheo sẽ tự học hỏi thêm. Nhưng mà vừa mới xuất gia là phải dạy cho bốn pháp, được xem như là bốn cái yếu tố không có nên làm, bốn điều không nên làm. Bởi vì nếu làm là coi như là thọ mạng của một vị tỳ kheo, phẩm mạo của vị tỳ kheo là bị đứt ngay tại đó. Rồi có một cái lĩnh vực thứ hai nữa, đó là dạy cho một cái cách sống. Tức là vị thầy sẽ hướng dẫn cho đệ tử là việc nuôi mạng của một người, của một vị tỳ khưu á, là tìm kiếm vật thực bằng cái cách gồm đi bát khúc, khất thực, và sống nương tựa vào những cái loại vật thực mà mình có được do cái sự thương tưởng, niềm tin của người khác, người ta bố thí cho mình. Nếu như trường hợp có những cái buổi trai, những cái buổi cúng dường, rút thăm theo thẻ vân vân, thì lúc bây giờ thọ dụng cũng được, chứ không phải là không sao. Nhưng mà cái mấu chốt là mình phải chấp nhận cái sự nuôi mạng của mình bằng cái việc đi bát khất thực. Nếu như không có ai cúng hết thì phải sống bằng như vậy. Rồi tương tự như vậy đối với y phục, chỗ trú ngụ và dược phẩm trị bệnh cũng như vậy mà thôi. Cho nên ngoài ra, đối với giới luật của một bậc xuất gia, thưa quý vị, khi mà mình thọ dụng thì Đức Phật ngài có dạy cho đệ tử là thọ dụng với một cái tâm lý, với một cái tâm lý nhận thức rằng những cái vật thực này nè, mình dùng á là chỉ để với cái mục đích gì? Cái mục đích là để ngăn ngừa những cái cảm thọ đói khát, thống khổ, và để hỗ trợ phạm hạnh. Đó là cái tư tưởng nên đi kèm theo trong lúc mình thọ dụng. Tương tự như vậy đối với y phục cũng vậy nữa. Y phục mình mặc đây không phải là chỉ để trang sức, để cho đẹp, để mà ăn diện, mà chỉ với mục đích đó chính là che thân cho khỏi cái sự lõa lộ. Bởi vì cái điều đó là cái điều thế gian người ta chê trách, nó không có lịch sự. Hơn nữa là để ngăn ngừa những cái việc phát sanh lên từ mũi mồng, rắn rết vân vân, và cũng để hỗ trợ cho thân này được yên ổn, để hỗ trợ phạm hạnh. Tương tự như vậy đối với trú xứ và dược phẩm trị bệnh luôn. Bốn cái này được xem như là bốn cái pháp nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống, của một cái thân, của một chúng sanh như vậy. Mình phải cần đến bốn cái pháp này, thưa quý vị, tức là ăn, mặc, nghỉ ngơi, và những lúc bệnh hoạn, đau ốm thì mình phải dùng những cái chất bổ dưỡng, thuốc men để mà chữa trị. Đây là bốn cái điều mà bậc xuất gia khi mà một vị tỳ khưu vừa mới thọ giới thì phải nên nhớ. Nhớ là nhớ cái gì? Nhớ là mình phải tìm kiếm những vật dụng này bằng cái cách thức như thế nào. Và cái điều thứ hai là sau khi đã có rồi đó thì phải dùng với cái tâm lý như thế nào. Cho nên ở buổi ban đầu đã cho thấy được rằng cái sự khác biệt giữa như thế nào được xem như là cần thiết và như thế nào được xem như là thích thú. Thích thú chẳng hạn như đối với việc ăn, thưa quý vị, thọ dụng vật thực, thực ra
cái mục đích cơ bản nhất đó chính là mình che thân khỏi lõa lồ và để ý mình ngăn ngừa những cái sự nóng lạnh của thời tiết. Đó là cái mục đích cơ bản nhất, hợp lý, chân chánh. Nhưng mà ngoài ra đó nữa, đối với trường hợp mà chúng ta còn tham ái, thì ngoài việc mà mình sử dụng bởi những cái mục đích thiết yếu đó, chúng ta còn lại phải đi xa hơn nữa. Đó chính là mặt thì phải cho nó đẹp nè, đó, phải vải phải làm sao nè, vân vân và vân vân, thứ phải kiểu này kiểu kia, các cái đó. Thì như vậy cái vế sau á thì được xem như là rơi vô thích thú rồi. Còn nếu như mà chúng ta chỉ dừng lại ở cái vế đầu thôi, tức là mặt chỉ để che sự lõa lồ, ăn mặc cho nó gọn gàng lịch sự và ngăn ngừa sự nóng lạnh để mà thân này nó được an ổn để hỗ trợ phạm hạnh, thì được xem như là trong trường hợp của sự cần thiết. Cho nên từ đó chúng ta suy ra, đối với vật thực cũng vậy nữa. Vật thực mình ăn chẳng qua là để cho thân này nó đừng có bị coi như là đói khát mà thôi. Chứ còn nếu mà mình từ đó mà mình còn lại đi xa hơn nữa, ăn là phải đồ ăn sao cho nó ngon, vị phải như thế nào, vân vân và vân vân, thì cái đó được xem như rơi vô thích thú. Cho nên chính vì thế mà tương tự đối với những việc còn lại ở trong cái cuộc sống của mình đó, thưa quý vị, có những chuyện nếu như mà chúng ta không có xem xét và nhìn sâu vào trong cái thái độ tâm của mình, thì mình sẽ rất khó mà để nhận định được đâu là con đường trung đạo và đâu là con đường bị rơi vô hai cực đoan kia. Bởi vì tại sao? Có những trường hợp á, những sự việc đó là tối cần thiết, nhưng mà mình lại khắc khổ, thì như vậy trong lĩnh vực đó chúng ta lại bị rớt vào ở cái lưỡng cực được xem như là khắc khổ, tiêu cực. Còn nếu như mà trường hợp như thật ra nó không có cần thiết là phải có mới được, nhưng mà chúng ta buộc đòi hỏi phải có như vậy mới được, thì trường hợp thứ hai này là chúng ta đã bị rơi vào trong cái đòi hỏi thích thú trong năm dục. Nó không nằm ở con đường trung đạo, cho nên cần thiết đó chính là con đường trung đạo. Và cái khó ở đây là chúng ta cần phải tự khám phá chính bản thân mình, xem trong cái đời sống hàng ngày á, những gì mà mình định làm, những gì mà mình đang đi tìm kiếm để mà sử dụng cho bản thân mình, và những gì mà mình làm á, nó có liên hệ đến những người xung quanh, xem coi nó có nằm ở trong cái trường hợp cần thiết hay không. Hay là mình làm những điều đó, mình nói những việc đó, mình làm những chuyện đó vốn nó không thật sự là cần thiết. Đó, cho nên đây là một chuyện rất là khó nha, rất là khó để mà coi như là giám định ở trong cái đời sống thực tại của chính bản thân mình, chứ không hề đơn giản đâu. Chỉ có một chiêu thôi, là sự khác biệt giữa cần thiết và thích thú thôi. Và nếu như mà người nào á mà có khả năng có thể phân định được như thế nào là được xem như là cần thiết đúng đắn chân chánh, và như thế nào là thích thú, thì có thể nói rằng vị đó đã có thể nhìn ra được con đường trung đạo và tự có thể biết cách sống có bị rơi vào hai cực đoan. Ở đây chúng ta không thể nào đưa ra một cái danh sách cụ thể nào đó về những sự việc gì được gọi là cần thiết và những sự việc gì được gọi là thích thú. Bởi vì trong thế gian, thưa quý vị, nó có quá nhiều thứ. Có những trường hợp á, đối với người đó làm thì nó được xem như là trường hợp người đó làm với một cái nội tâm ở trong trường hợp được gọi là cần thiết, không có phải là thích thú. Nhưng cũng trường hợp tương tự với một người khác, cũng một sự việc y chang như vậy, giống như vậy, nhưng mà nó lại nằm ở cái lĩnh vực là thích thú, không phải là cần thiết. Cho nên chúng ta không hề có một danh sách cụ thể là làm gì, sống như thế nào, nói chuyện ra sao, những gì mình phải cần trong đời sống hàng ngày một cách chi tiết, không thể nào mà liệt kê ra được. Không thể nào liệt kê ra được. Cái này chỉ có
bằng cái khả năng mình tự khám phá chính bản thân mình thôi. Và chúng ta sẽ tự nhìn ra thấy được điều đó, tự nhìn ra thấy được đó. Ở đây, ở câu hỏi đầu tiên như vậy, sư giải thích như vậy là sư thiết nghĩ nó đã quá rõ ràng với chúng ta ở cái câu vấn đầu tiên rồi. Tức là ngài Đức Vua ngài hỏi trưởng lão Nagasena rằng là nếu như mà cái bậc xuất gia mà không có thỏa thích đáng yêu thì giờ chăm nom cái thân này làm cái gì, thôi bỏ cho nó đói chết luôn cho rồi, hoặc là thôi cần gì phải ngồi mà may y cho nó đàng hoàng rồi mặc vô làm gì, thôi cứ để cho nó cà thơ cà thắt lõa lồ có gì đâu, cần gì phải chăm sóc. Nhưng mà không, bởi vì Đức Vua chưa hiểu được như thế nào được gọi là cần thiết và như thế nào được gọi là ham muốn, cho nên ngài Nagasena ngài đã đưa ra một cái hình ảnh ví dụ là chẳng qua những cái việc này làm á, nó cũng ví như là cái việc bị thương của Đức Vua ở trên chiến trường, bắt buộc chúng ta phải, cần thiết là chúng ta phải chữa trị cái vết thương đó thôi, băng bó cho nó, chứ cái việc băng bó đó là vì cái việc đó là việc phải làm thôi, chứ không phải là làm với một cái nội tâm hoan hỷ thích thú đối với cái vết thương đó, bởi vì cái đó là cái chuyện mà không hề mong muốn đối với những người, đối với người khác. Hơn nữa ngài cũng đưa ra một câu mà Đức Thế Tôn ngài nói nhắc nhở đối với cái đời sống xuất gia, tức là thân thể này được chăm sóc chẳng qua là để cho nó được yên ổn, nó không có bị những cái trở ngại về cơ thể, có thể dẫn đến những cái nhiệt não khởi lên, và với mục đích hỗ trợ phạm hạnh, với mục đích hỗ trợ phạm hạnh. Đó là như vậy. Như vậy chúng ta xong câu đầu tiên rồi. Quý vị còn nghe hay không? Rồi, và câu thứ hai. Câu thứ hai có đề cập đến cái việc biết, hiểu, thấy tất cả của Đức Phật. Rồi, câu này cũng thú vị đây. Đức Vua hỏi rằng là Đức Phật, nếu như là cái vị biết tất cả, thấy tất cả, tại sao lại phải quy định từng cái điều học cho hàng đệ tử ở mỗi cái thời điểm từ từ xuất hiện, chứ ngài tại sao ngài không quy định một cái rụt cái hết, coi như là tổng cộng những cái học giới một cách đầy đủ luôn cho nó gọn, mà phải dựa vào việc coi như là từ từ những điều học được ban hành. Thì ở đây thưa quý vị, nó có vấn đề như sau. Xin nhắc lại chút về cái duyên sự ở trong phần đầu tiên trong phẩm Vedanta của Luật Tạng. Ngài Nagasena ngài cũng từng hỏi Đức Phật đó là tại sao giáo pháp ở trong những thời kỳ của những vị Phật quá khứ không được tồn tại lâu dài. Thì Đức Thế Tôn ngài nói bởi vì pháp và luật không được thuyết giảng một cách rộng rãi và đa dạng y như cái thời điểm hiện tại, không được thuyết giảng một cách đa dạng và rộng rãi, cho nên y cứ và điều và nhất là Luật Tạng, thưa quý vị, Luật Tạng. Chính vì thế mà ý cứ vào việc đó, ngài Nagasena ngài đã cung thỉnh Đức Thế Tôn hãy ban bố các học giới. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngài nói rằng đây chưa phải thời, chỉ có các đấng Như Lai mới biết được như thế nào là đã đến lúc đúng thời điểm. Và Luật Tạng đó, thưa quý vị, thật ra nó được hình thành từng điều học một và ý cứ trên những cái sự việc nó có xảy ra rồi, và từ đó cái học giới được ban hành. Những học giới này nó đến từ những cái nguồn là thứ nhất là trong đời sống của các vị tỳ khu, trong đời sống các vị tỳ khu những cái sở hành nó không có được tốt đẹp, sai trái, nó có tội, cho nên Đức Thế Tôn ngài nghe cái sự phàn nàn phản ánh từ các vị tỳ khu, ngài quy định điều học, và hơn nữa từ những nơi của những người cư sĩ nữa, thưa quý vị. Chẳng hạn như Đức Vua Pachanedi ngài đứng ở trên cửa sổ trên cung điện, ngài nhìn thấy các vị tỳ khu giỡn nước á, thì ngài nhìn thấy cái sở hành đó, ngài thấy hình như cái việc làm này nó không có, nó có gì đó sai sai, nó có gì đó sai sai đối với cái đời sống của một vị được gọi là xuất gia.
Cho nên chính vì thế mà Đức Bồ đã đi đến thưa lại với Đức Thế Tôn về việc này. Nó cũng giống như mình ở đây mình gọi là đi mét người lớn á. Nãy con thấy coi như là học trò của ngài coi như là làm những chuyện dạy dạy, nhưng mà con thấy cái điều này hình như nó sao sao á đối với cái phẩm mạo xuất gia. Nên Đức Thế Tôn từ đó ngài cũng quy định điều học nữa. Ngài ghi nhận những cái sự phản ánh đó và ngài nói này các tỳ kheo, từ đây vị tỳ kheo nào mà giỡn nước á, giỡn nước là vị tỳ kheo đó sẽ bị phạm tội pañcittiya. Rồi, cho nên từ từ những cái điều học mới xuất hiện, và cho đến khi mà Đức Thế Tôn ngài viên tịch Niết Bàn thì lúc bấy giờ không có ai ban hành thêm điều học nữa. Thì tính từ lúc mà Đức Thế Tôn ngài bắt đầu ngài quy định cái học giới đầu tiên á cho đến cuối cùng á, tổng cộng nó có rất là nhiều quý vị. Nếu mà nói theo giới học Patimokkha thì có 227 giới của được xem như là thích khúc, xem như là của hàng tỳ khu, nhưng mà nó có thêm những chuyện, những cái điều được quy định thêm nữa. Cho nên chính vì thế mà nếu mà xét chi tiết đó thưa quý vị, 227 giới nó chỉ là những cái phần học giới chính thôi, chứ còn những cái học giới phụ thuộc thêm những và những điều nên làm, những cái phận sự cần phải làm thì nhiều lắm thưa quý vị. Chúng ta nên nhớ rằng để được gọi là cái sự khác biệt giữa giới và luật đó, nó cũng có một chút khác biệt nữa. Giới tức là nói về những cái điều mà chúng ta ngăn ngừa, chúng ta không làm thôi, nó chỉ là một phần ở trong Vinaya tức là luật thôi. Trong khi nói về Vinaya tức là luật đó, là nó bao hàm luôn cả những điều mà Đức Phật ngài quy định là không nên làm và những điều cần phải làm. Bởi vì nếu như những chuyện cần phải làm mà không làm cũng phạm tội nữa. Chẳng hạn như việc ăn cư mùa mưa, đối với hàng tỳ khưu á, Đức Thế Tôn ngài quy định là phải thực hiện cái việc ăn cư mùa mưa. Nếu như mà không nhập 3 tháng ăn cư mùa mưa gọi là tiền ăn cư á, thì vì một cái lý do gì đó chính đáng hợp lý á, thì cũng phải nhập học ăn cư. Nếu như mà vị tỳ khưu nào không có thực hiện cái việc đó thì được xem như là phạm tội Đức Bát Tát. Chuyện đó nó là những chuyện cần phải làm, nên làm, nhưng mà nếu như mà mình không làm á thì cũng phạm tội, chứ không phải là chỉ có nói đến Vinaya tức là luật chỉ nói đến những chuyện xấu không, những điều không nên làm thôi, nó chỉ là một phần thôi. Nó bao gồm cả hai, chuyện không nên làm và những chuyện cần phải làm, cần phải làm. Rồi. Và lý do tại sao mà Đức Thế Tôn ngài ở đây ngài Nagasena ngài mới đưa ra một cái hình ảnh ví dụ là cũng giống như người bệnh á. Khi nào mà chưa có bệnh hoạn á thì uống thuốc đó làm gì? Mình không có chữa cái loại bệnh á, nó mới chữa được cái loại bệnh đó. Điều này chúng ta thấy trong cái cuộc sống hiện thực của mình nó cũng rất là hợp lý thôi. Đối với pháp luật đó thưa quý vị, đối với pháp luật đó, có những cái chuyện mà khi nó phát sinh rồi thì từ đó mới ban hành luật. Có những chuyện mà nó phát sinh rồi thì lúc bây giờ luật mới được ban hành. Luật mới được ban hành. Nó cũng tương tự như cái việc chữa bệnh, nơi chừng nào mình bị vướng phải cái bệnh đó thì lúc bây giờ mình mới chữa trị bằng cách đặt trị hay tấn công, chứ còn chưa thì làm gì. Đó là cái nguyên nhân thứ nhất, là cái nguyên nhân chủ yếu. Cái thứ hai á, thưa quý vị, cái thứ hai á, nó có một cái vấn đề như thế này. Đức Phật ngài không bao giờ làm những chuyện gì mà nó không có một cái lý do một cách cụ thể. Kể cả đối với việc mà ngài nhìn thấy những ngạ quỷ á, thưa quý vị, ở trên khi mà ngài thiền tĩnh trên núi ngài đi xuống, hoặc ngay trong đêm ngài giác ngộ, ngài đã từng thấy những cái hàng ngạ quỷ rồi, nhưng mà ngài im, ngài không có nói. Không nói là tại sao? Bởi vì có những việc mình nói ra không có được người khác, người ta đồng thuận. Đồng thuận thì nói ra làm cái gì? Nói làm cái gì? Mãi đến sau này có những vị đệ tử cũng chứng đắc thiên nhãn minh,
thấy được những hàng ngũ quỷ đó, và đến hỏi Ngài thì Ngài mới nói ra cái này ta đã thấy từ lúc mà dưới cội Bồ Đề rồi. Đó, rồi Ngài mới kể ra, thì y cứ vào cái sự việc như vậy, nguyên nhân như vậy. Lúc đó Đức Phật Ngài mới nói, học giới này cũng vậy nữa nè thưa quý vị. Những lậu hoặc nó chưa có, bây giờ mình nói ra ai tin? Hình như có gì đó nó vô lý quá. Cho nên chính vì thế mà có những cái pháp luật đó thưa quý vị, mà khi người ta chưa có phạm cái tội đó mà mình bắt đầu mình ra một số những cái điều khác nữa rồi vẽ vời ra thêm, lúc bây giờ chúng ta sẽ dễ dàng bị những cái sự phản đối của những người khác. Bởi người ta cho cái chuyện đó là chuyện ràng buộc. Rồi đó. Rồi có chuyện này nữa nè. Đôi lúc có những cái sự việc đó, chúng ta biết nó sẽ xảy ra, nhưng mà vì nó chưa xảy ra cho nên cái lúc mà mình nói về cái chuyện đó, nó vô tình nó dẫn đến cái sự có hại chứ nó không có lợi. Sư nói ví dụ như sau. Quý vị, nó có những chuyện như thế này nè. Chẳng hạn như có những cái người nữ, những cô gái đi đến chùa làm công quả. Đến một cái khoảng thời gian đầu thì làm rất là ok. Với một cái nội tâm rất là trong sáng. Nhưng mà quý vị biết rồi, phàm phu mà. Đến một lúc nào đó mà kiểu giống như thân cận học pháp quá rồi, xong rồi gần gũi quá, từ từ, cái này sư nói ví dụ thôi nha, chứ sư không phải sư nói sư nha. Rồi đến một lúc nào đó nó sẽ bắt đầu nó nảy sinh cái sự dính mắc. Nhưng mà cái dính mắc đó, nó sơ khởi nó chỉ là tình thương thôi, nhẹ nhàng thôi, nó chưa có đi đến một mức độ nghiêm trọng. Nhưng mà cái trường hợp nếu như mà chúng ta biết được cái chuyện đó nó xảy ra, chúng ta thấy được qua cái cử chỉ, qua những cái sở hành, lời nói, nó có vẻ dường như nó khác khác khi mà đối xử với mình, nó khác với những vị tỳ kheo khác. Lúc bây giờ chúng ta có thể chúng ta nghi ngờ cái chuyện đó. Nhưng mà thưa quý vị, trong cái trường hợp mà người ta chưa có cái pháp luyến ái đó nó chưa được hình thành đối với về nam nữ yêu đương á, nó chưa hình thành rõ ràng, bây giờ chúng ta nói làm sao? Chúng ta không thể nào nói được. Đúng không? Có những chuyện mà mình biết trước là cái này trong tương lai nó sẽ ra, nó sẽ có thể nó dẫn đến. Nhưng mà bây giờ ngay trong hiện tại mình nói không có được thưa quý vị. Mình nói không được cái chuyện đó, bởi vì người ta có đâu. Người ta chưa, mà nó chẳng qua nó chỉ là một cái sự mến ban đầu thôi, chưa có ra pháp đó, tức là chưa có ra pháp đó. Lúc bây giờ chúng ta đâu có nói được thưa quý vị, bởi vì tại sao? Thứ nhất là nó chưa có, thứ hai là nếu như mà cái tâm tư của người này á, lỡ như nó không đi đến cái giai đoạn đó thì sao đây? Nếu như mà mình nói ra trước á, mình nói là cô nha, đừng có như là tâm ý dính mắc này nọ, yêu đương với người khác này nọ, vậy không tốt. Thì có phải là vô tình chúng ta gợi cho người ta một cái cảnh để mà người ta chúng ta vô tình chúng ta gợi một cái điều kiện, một cái cảnh để cho người ta, nhiều khi tâm người ta chưa biết về chuyện đó, mà người ta biết rồi xong người ta làm luôn sao? Đúng không? Nó có cái tình trạng này xảy ra nữa. Cho nên chính vì thế mà có những sự việc thưa quý vị, chưa phải thời điểm chúng ta không nên nói. Bởi vì tại sao? Thứ nhất là nói ra người ta, nó có đâu, ai tin? Và thứ hai là nếu nói ra nó sẽ có thể gây bất lợi. Cho nên chờ tới lúc mà nó ra pháp đi, chờ lúc mà nếu mà mình khéo léo, mình dìu dắt á, thì nó không ra thì thôi, mình cho nó đi vào quên lãng luôn. Còn nếu như mà lỡ như mà nó có ra pháp á, thì lúc bây giờ chúng ta nói, thì lúc đó được xem như là hợp lý, được xem như là phải thời. Về việc quy định những điều học của Đức Phật đối với hàng đệ tử á, cũng y chang như những trường hợp như vậy.
Tại vì quy định điều học đó thưa quý vị, thì cũng y cứ vô những cái nguyên nhân là tại vì như thế đó, cho nên Đức Phật Ngài mới chờ khi nào những lậu hoặc nó sanh ra rồi thì lúc đó Ngài mới đề cập, Ngài mới đề cập đến. Hơn nữa, có một điều thứ hai này nữa nè. Thật ra nói theo một cái khía cạnh khác á, cái việc mà ra nhiều điều học đó thưa quý vị, mà đối với một vị chị kheo gìn giữ á, mình gìn giữ được nhiều thì được xem như là tốt đẹp, nhưng mà cũng cái đó nó cũng chẳng có cái gì mà được xem như là đáng tự hào, mà nghĩ rằng ta là người có thọ giới nhiều, học giới nhiều hơn người rồi này nọ vân vân, à, hơn người khác chẳng hạn. Thì ở đây tôi có bị nói thật á, cái việc mà ra nhiều học giới mà mình phải gìn giữ chẳng qua là bởi vì cái đời sống hiện giờ của chúng ta nó quá nhiều những cái lậu hoặc, cho nên mới phải đưa ra nhiều cái quy định như vậy thôi, chứ nó cũng đâu có cái gì đâu mà để mà mình phải ham hố, để mà mình phải tự hào hơn người. Nó cũng giống như là chẳng qua là anh nhiều bệnh quá thì mới phải coi như là nhiều uống nhiều thuốc chữa trị thôi, chứ đâu có gì đâu mà phải tự hào. Quý vị biết không, trong những cái thời kỳ đầu tiên của con người khi mà tuổi thọ còn cao á, người ta không biết như thế nào được gọi là trộm cắp, à, hay và kể cả hành dâm, người ta không biết luôn. Nhất là khi thời điểm mà các vị Phạm Thiên á, mà xuống quả địa cầu, người ta không biết cái pháp đó, à, người ta không biết cái pháp đó. Cho nên khi nào á, mà có một người mà bắt đầu người ta thực hiện cái việc đó rồi á, thì lúc bây giờ cái pháp đó mới được xem như xuất hiện ở trong thế gian. Và tính cho đến thời điểm đầu tiên á, mà con người tuổi thọ cao, thưa quý vị, lúc bây giờ á, cái lậu hoặc đối với các ác bất thiện pháp nó rất là ít, nó ít lắm. Bởi vì người tâm người ta rất là thuần tịnh. À, nếu như có thì chỉ là những cái lậu hoặc một vài những thứ mà thôi. Còn mãi khi mà sở dĩ tuổi thọ chúng ta sụp tới đuối, sụp cho đến tận giờ là do thôi quá trời quá đất, trong tâm là đủ kiểu trong đó. Chứ nói ví dụ như sau này, để cho chúng ta phân biệt. Cái việc mà mình nói dối, nói xạo quá thưa quý vị, để mà mình che đậy, làm cho người che đậy những cái lỗi lầm, nói những lời không thật đó, đó là mình lừa gạt người khác. Nhưng mà mãi cho đến trong trường hợp như vậy được xem như là cũng đã quá trời quá đất rồi, tức là mình đã tạo cái nghiệp coi như là không tốt rồi, cái đó là pháp bất thiện. Nhưng mà sau này thưa quý vị, nó lòi ra thêm một số những pháp, chẳng hạn như không chỉ là mình nói dối nói xạo không thôi, mà mình còn ra thêm một cái chuyện là mình không chỉ lừa gạt người ta mà mình còn làm cho người ta tưởng lầm là mình là người tốt luôn. À, nó có cái chuyện này nha. Cho nên người ta hay xài cái câu gọi là ngụy quân tử. Nguyễn tử là sao? Nguyễn tử tức là ngoài việc mà anh gạt người khác thôi mà anh còn làm cho người khác hiểu lầm anh là người tốt. Ăn trọn gói. Cho nên đối với lĩnh vực của một ác bất thiện pháp thưa quý vị, nó có cái sự chuyển biến phức tạp, rất là phức tạp. Và đến thời kỳ mà con người của chúng ta cái tuổi thọ mà đến gần đang sụp đến mức này á, là thôi không biết bao nhiêu thứ mà nó, không biết bao nhiêu chiêu trò trong tâm mà nó. Chính vì vậy mà trong trường hợp này học giới được quy định nhiều là như vậy, bởi vì hồi xưa các vị tỳ kheo còn phàm phu á, cũng quậy lắm, cũng làm đủ thứ chuyện hết á, nên từ đó những cái điều học được ban hành. À, chính vì thế mà theo một cái khía cạnh nào đó, thật ra học giới nhiều mà chúng ta giữ chẳng qua là chúng ta bệnh nhiều quá thôi, cho nên mình mới cần phải coi như là áp dụng nhiều những cái phương pháp đặc trị mà thôi, chứ chả có gì đâu mà hay ho. À, đối với những vị Phạm Thiên hay là Chư Thiên, đời sống của các vị thanh tịnh không có cần phải quy định những học giới gì cho những người đó, bởi vì người ta sống rất là chân chánh, trong sạch rồi. Đó là việc thứ hai.
câu thứ ba, thưa quý vị, Đức Vua Ngài, Ngài hỏi Đức Thế Tôn, Ngài có 32 tướng tốt và 80 cái oai nghi phụ. Điều đó nó không có ý Đức Vua Ngài, Ngài thấy nó không có hợp lý, bởi vì thân mẫu của Đức Bồ Tát thì không có tướng đó. Chuyện này ở ngay trong thực tế chúng ta cũng hiểu lý do tại sao, dễ dàng hiểu lý do tại sao Đức Vua Ngài hỏi, ý Ngài hỏi là cái sự duy truyền, cái sự di truyền á, đúng ra là phải con phải giống mẹ hoặc là giống những người ở trong gia đình, rồi phải giống cha, nhưng mà tại sao Đức Thế Tôn Ngài lại ngoại lệ như vậy? Thì điều này là do nghiệp, thưa quý vị, do nghiệp. Thực ra trong những cái trường hợp chúng ta thông thường á, phần lớn là chúng ta theo cái có một cái sự ảnh hưởng liên hệ gì đó từ mẹ hoặc là cha mình, nó ảnh hưởng qua đến cái đời người con, nhưng mà dù cho nói như vậy đi nữa thì cũng là do nghiệp chi phối, cái nền tảng gốc của nó vẫn là nghiệp chi phối. Chẳng qua cái sự di truyền á, thưa quý vị, nó chỉ là một cái điều kiện hợp lý ở ngay trong hiện tại để nó thể hiện cái nghiệp lực mà thôi, chứ nó không phải là một cái nguyên nhân thiết yếu, chính yếu của việc tái sanh, quyết định cho hình dáng của một chúng sanh, về cái cơ thể vật lý của một chúng sanh, mà chính là do nghiệp, cho nên Đức Thế, Đức Ngài Sư Ná Ngài đã lấy cái ví dụ là giống như loài sen á, ta có trường hợp sống trong bùn lên nhưng mà nó cũng không có vì đó mà nó có cái hương vị hay là màu sắc mà của bùn lầy hay là của nước. Trên thực tế, thưa quý vị, có những trường hợp, chúng ta thấy cha mẹ không có sắc đẹp, nhưng mà đẻ ra con gái đẹp lắm. Chuyện này nó cũng có. Hoặc là cha mẹ không có cao ráo, không có dễ nhìn, nhưng mà đẻ ra con trai tướng rất là tốt, rất là đẹp trai, thì cái này là do nghiệp chi phối, thưa quý vị. Thông thường tất cả những trường hợp mà chúng ta được gọi là di truyền á, như hồi nãy sư nói rồi, nó chẳng qua nó chỉ là một cái điều kiện ở ngay trong hiện tại để nó hiển lộ cái nguyên tắc của nghiệp báo mà thôi, chứ nó không phải là cái nguyên nhân gốc quyết định cái sự hình thành của chúng sanh, mà phải nói là do nghiệp, do nghiệp lực. Đức Thế Tôn thì Ngài tạo những cái thiện nghiệp về thân khẩu ý được xem như là viên mãn thù thắng rồi, kiếp đôi kiếp chót rồi, thưa quý vị. Cho nên tất cả những cái gì thuộc về thân thể của Ngài đó, nó toàn là hội đủ những cái yếu tố tốt đẹp nhất. Mà hồi xưa trong kinh Veda của Bà La Môn giáo đó, người ta cũng để lại, để xác định người đó có phải là một bậc coi như là chánh đẳng giác hay không, kiếp chót hay không, thì đi rình xem coi những cái tướng tá của người đó và những cái oai nghi của người đó. Chính vì thế mà những giáo phái Bà La Môn thường hay cử những đệ tử, thưa quý vị, đi khảo sát, đi rình, đi xem xét sở hành cũng như tướng của Đức Thế Tôn và những cái sinh hoạt của Ngài liên tục trong vòng 7 năm cũng có. 7 năm luôn á, thưa quý vị. Có nghĩa là cứ đi theo để làm công việc để ý thôi, coi mói thôi, xem có phải như vậy không. Và đến khi nào mà thấy thật sự những cái tướng hảo và những cái oai nghi phụ của Ngài nó phù hợp đúng y chang những gì đã được nói trong kinh Veda, thì xác định vị đó quả thật là vị Phật, vị chánh đẳng chánh giác. Rồi, cái này là do thiện nghiệp, thưa quý vị, do thiện nghiệp mà có được cái sắc tướng như vậy, có được những cái sở hành như vậy. Không phải tự nhiên mà chúng ta có những cái tướng tốt đâu, nó đều do ảnh hưởng của thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp hết. Kể cả những cái thói quen nè, rồi những cái cách đi đứng nằm ngồi của mình đó, thưa quý vị. Tại sao có những người đi rất là đẹp, đi rất là đẹp, thưa quý vị, nó cũng là ảnh hưởng do cái nghiệp lực. Có người đi đẹp, có những người ngồi cũng đẹp nữa, ngồi trong cái oai nghi nhìn rất là thẳng thắn, chứ ngồi không phải là ủ rũ rồi cái tướng kỳ cục. Tất cả những điều đó là do ảnh hưởng của thiện nghiệp hết. Rồi, đó là như vậy.
Câu số 4. Câu số 4 là ngài Đức Vua hỏi rằng là đối với những vị Phạm Thiên á, được xem như là vị có 4 cái đức tính là từ bi hỷ xả, thì như vậy phải chăng Đức Thế Tôn ngài cũng có được những cái pháp tánh đó? Thì ở đây thưa quý vị, đúng là như vậy. Cho nên y cứ vào điều đó, Đức Vua Miranda ngài hiểu lầm. Ngài hiểu lầm là vậy thì những cái pháp tánh này là do Đức Phật ngài học được, ngài học được từ nơi những vị Phạm Thiên cho nên mới có, phải không? Cho nên chính vì thế mà Đức Thế Tôn học trò. Nhưng mà ở đây không phải. Ngài Nagasena ngài đã đưa ra một cái hình ảnh, tức là đôi khi có con bò đó, thưa quý vị, nó cũng có lúc nó rống lên cái tiếng rống giống như cái con cò, tiếng của cái loài cò. Nhưng mà vì đó mà mình xác định được con bò nó là học trò của con cò, nó bắt chước con cò, thì cái chuyện đó nó không phải, nó không hẳn là như vậy, nó không hẳn là như vậy. Cho nên y cứ vào điều đó, đôi khi những cái pháp tánh như là từ bi hỷ xả của Đức Thế Tôn này cũng có pháp tánh đó, Phạm Thiên cũng có. Không có vì điều đó mà xác định Đức Phật là học trò, mà phải nói rằng những cái chẳng hạn như Đức Thế Tôn là ngài có giác tánh, ngài có giác tánh, ngài hiểu biết, thì những vị Phạm Thiên cũng có sự hiểu biết như vậy, thì phải nói rằng những vị Phạm Thiên mới là học trò của Đức Thế Tôn mới là đúng. Ngài Nagasena ngài đưa ra một cái hình ảnh đối lập lại. Nó cũng giống như là cái cách hỏi của Đức Vua ở cái phần đầu vậy đó. Nhưng mà sau khi ngài đã giải thích bằng cái hình ảnh ví dụ rồi thì ngài mới đưa ra một cái vế đối lập lại. Tức là Đức Thế Tôn là bậc toàn giác, đúng không? Ngài có giác tánh. Vậy thì những vị Phạm Thiên á, ngài cũng có giác tánh. Vậy thì phải nói rằng cái giác tánh của những vị Phạm Thiên đó là từ nơi học hỏi, là học trò của Đức Thế Tôn mới đúng. đây là một cái cách biện luận gần như là tương phản lại. Rồi. Cái này cũng không có gì. Câu thứ năm, câu cuối cùng. Câu cuối cùng là nói về việc tu lên bậc trên. Việc tu lên bậc trên ở đây muốn ám chỉ đến cụ túc giới, hay nói cách khác là giới tỳ khưu á, thưa quý vị. Upasampada, cụ túc giới. Chúng ta có bốn loại giới. Thứ nhất là năm giới, thứ hai là bát quan trai, thứ ba là sa di thập giới, và cuối cùng là Upasampada, cụ túc giới. Sở dĩ được gọi là cụ túc giới bởi vì cái người mà đã chấp nhận để mà hành trì những cái điều học này á, thì được xem như là viên mãn trong các sở hành. Ở đoạn sau chúng ta sẽ bắt gặp một phần có nói về cái người mà phàm phu á, đúng quý vị. Nếu như mà gìn giữ được, tuy chỉ là ở phàm phu thôi, tâm còn phiền não chứ không phải là không, nhưng nếu như mà khép mình vào cái đời sống của tỳ khu giới một cách hoàn toàn trong sạch á, tốt đẹp từ đầu tới cuối á, thì có thể nói rằng cái đức tính đó nó tương đương nha, chứ không phải là nó là nha, tương đương y như là cái phẩm mạo của một vị A-la-hán vậy. Tức là không còn chỗ nào chê được hết, từ đi đứng nằm ngồi nói chuyện, rồi sống một mình như thế nào, ở trong hội chúng như thế nào, những cái đức tính liên hệ ngay trong lúc mà mình ở trong đám đông, rồi lúc mình ở một mình, lúc gặp những cái chuyện coi như là khó xử trong tăng chúng. Nói chung là cái người mà tuy chỉ là phàm nhưng có thể giữ mình được theo giới bổn của một vị thiền khu một cách tròn đủ, cụ túc giới, thì người này được xem như là cụ túc, không còn cái gì để chê được hết. Từ đầu đến cuối, từ thân khẩu cho đến ý, thân khẩu cho đến nhìn ra vừa bên ngoài á, chúng ta thấy không còn cái gì để mà chê được cả. Đó được gọi là cụ túc giới. Thì ở đây thưa quý vị, hồi xưa nó có hai cái trường hợp mà phân ra, chúng ta có thể phân theo giới này theo cái trường hợp
hai trường hợp. Thứ nhất là ở lĩnh vực về thuộc về thánh giới, và thứ hai là phàm giới. Thánh giới là sao? Thánh giới tức là những điều mà đối với vị thánh đệ tử á, đã sát tuyệt, những điều ác, những điều không nên làm, mà đối với một vị thánh đệ tử ở trong tâm đã từ bỏ, đã sát tuyệt một cách hoàn toàn, nó không còn khởi sanh ở trong tương lai nữa. Cho nên chính vì thế mà ở trong cái tâm đạo siêu thế, thưa quý vị, nó có sự xuất hiện của ba cái sở hữu giới Phật. Ở trong trường hợp chúng ta còn tu tập phàm phu á, thì trong tâm thiện á, thưa quý vị, cái nhóm sở hữu giới Phật sau này quý vị học bên lớp King Menda, tại sao nó nằm ở trong cái nhóm sở hữu gọi là sở hữu tình hảo biệt cảnh, nó tùy theo trường hợp mà nó sanh, nó không bao giờ có mặt một cách đầy đủ về ba cái sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ở trong một tâm thiện hết. Vì sao vậy? Bởi vì chỉ nào mà chúng ta đang chuẩn bị, chúng ta phạm giới thuộc về thân nghiệp mà chúng ta khởi lên cái tác ý ngăn ngừa, ngưng không để cho nó làm, thì lúc đó nó khởi lên cái sở hữu chánh thân ở trong trường hợp đó. Chỉ khi nào chúng ta khởi lên cái trường hợp là có thể chuẩn bị nói những cái lời nói thuộc về ác ngữ, nhưng mà mình có tác ý ngăn ngừa, giữ không cho nó khởi lên, thì trong trường hợp đó chúng ta có cái sở hữu chánh ngữ trong trường hợp đó, mà không có sở hữu chánh thân. Và tương tự như vậy đối với sở hữu còn lại, đó là chánh mạng. Cho nên trong trường hợp của tâm đại thiện dục giới, nó chỉ khởi lên một trong số ba những cái loại sở hữu này thôi. Nhưng đối với đạo siêu thế, tức là tâm đạo á, là nó sanh khởi đồng một lúc ba cái loại sở hữu này luôn, là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng ở trong một sát na tâm. Trường hợp đó nó không có phải là nó đối trị cái phiền não một cách như là face to face, đối mặt như là thông thường, mà nó làm cái phận sự là cắt đứt cái nguy cơ sanh khởi lên những cái loại phiền não liên quan đến thân nghiệp, khẩu nghiệp và tà mạng ở trong tương lai. Hay nói cách khác là nó chấm dứt cái pháp ngũ ngầm. Cái pháp ngũ ngầm là gì? Pháp ngũ ngầm là nó không có hiện bày ngay trong hiện tại, nhưng mà pháp ngũ ngầm thực ra là muốn nói đến cái khả năng, cái nguy cơ nó có thể tiếp diễn, thì trong trường hợp của đạo siêu thế là nó cắt bứt cái đó, cắt bứt cái nguy cơ có thể tiếp diễn ở trong tương lai. Cho nên chính vì thế mà chúng ta thấy cái sự khác biệt của thánh giới và phàm giới là nó ở chỗ đó. Ở chỗ đó mình á, là còn có thể bị trở lại, bị phát bệnh trở lại, nhưng mà đối với thánh giới tôi cứ bị lập xong luôn, không có còn phải làm những cái chuyện đó ở trong tương lai. Rồi nói đến việc thọ cục túc giới á, thì chúng ta thấy rằng hồi xưa đó nó có hai cách thức như sau. Trường hợp thứ nhất là tu bằng cái thần thông lực, thì điều này chỉ có Đức Thế Tôn ngài mới ban cho cái pháp này thôi, đó là ê hí phích khú. Thì tu bằng thần thông lực đó, thưa quý vị, là đó phải, thứ nhất là phải từng tạo những cái phước nghiệp sự liên quan đến cúng dường y bát ở trong quá khứ, và thứ hai vì đó phải tối thiểu chứng đắc được một tầng thánh. Thì trong trường hợp này, hội đủ hai yếu tố này thì sẽ được thành tựu, mà được gặp Đức Thế Tôn nữa, thì tu bằng cái phương pháp bằng gọi là thần thông lực, không có cần phải trải qua những cái diễn đàn tụng tuyên ngôn gì đó, chỉ cần Đức Thế Tôn ngài nói ê hí phước khú này thì thuộc thiện lai thì kheo đến đây, là vì đó sẽ có cái phẩm màu sa môn. Đó trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là tu bằng cái cách thức gọi là tam quy. Trong thời gian đầu á, cái việc tu lên bậc trên thọ giới á, thưa quý vị, nó đơn giản, nó chỉ là bút thăng sa năng cách cha mí, thăm măng sa năng cách cha mí, săn khăn sa năng cách cha mí, vậy thôi là được rồi. Nhưng mà trải đến về sau này á, mới có cái cách thức tu bằng hình thức gọi là tứ tác bạch tuyên ngôn. Tu bằng
cách thức là tứ tác bạch tuyên ngôn, kèm theo một số những cái thủ tục vấn và trả lời cần thiết trong lúc xuất gia. Bởi vì tại sao? Mới đầu thì không có những cái thủ tục này, bởi vì những điều học nó chưa được quy định. Nhưng mà mãi về sau có những cái sự việc nó xảy ra một cách tiêu cực ở trong cái trường hợp xuất gia, cho nên chính vì thế mà Đức Thế Tôn Ngài cũng quy định về cái cách thức. Cách thức chẳng hạn như hỏi là ngươi có bị bệnh cùi hay không, rồi ngươi có được cha mẹ cho phép hay chưa, ngươi có bình bát hay chưa, ngươi có y tăng lễ hay chưa, ngươi có phải là loài người hay không, vân 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 đó. Nguyên nhân là do bởi nó đã có chuyện xảy ra rồi, cho nên sau này cái việc tu lên bậc trên cũng được quy định lại, chứ nó không có đơn giản như lúc đầu là chỉ thọ một cái phép tam quy thông thọ. Rồi thì ở đây thưa quý vị, như thế thì chúng ta đã hiểu được Đức Thế Tôn Ngài, việc tu lên bậc trên mà Ngài Nagasena Ngài trả lời cho Đức Vua Milinda là như thế nào rồi. Bởi vì Đức Vua Milinda Ngài chỉ hiểu được có một khía cạnh thôi, là việc truyền giới đó, việc truyền giới phải được thực hiện bởi một cái người khác. Vậy thì Đức Thế Tôn Ngài cho người khác tu, vậy thì ai cho Ngài tu? Ý là như vậy. Ngài Nagasena Ngài trả lời rằng Đức Thế Tôn Ngài thành tựu được việc tu lên bậc trên ngay khi Ngài giác ngộ với nhất thiết trí ở dưới cội cây Bồ Đề, ngay từ lúc đó luôn, và không có ai ban cho Ngài cái pháp tu lên bậc trên. Rồi sau đó chỉ có chính Ngài mới cho người khác tu, chứ không có trường hợp mà ngược lại là người khác dẫn dạy cho Ngài tu, gọi là sự khác biệt của một vị Phật là tự giác ngộ là như vậy đó, toàn giác tự giác ngộ. Rồi hơn nữa có một điều nữa xin nói một chút. Quý vị biết sở dĩ mình còn phải áp dụng mà những cái chi phần của học giới là để làm gì? Cái mục đích tức là mình áp chế những cái loại phiền não của thân khẩu, để rồi từ từ mình mới bước vào trong cái lãnh vực sâu thẳm vi tế của ý thức. Và công việc cuối cùng, mục đích của nó chính là bứt những phiền não lậu hoặc, bứt những phiền não lậu hoặc. Cho nên đối với những người mà xuất gia chứng thánh quả trước đó, thưa quý vị, chứng thánh quả trước rồi xong mới trở thành tỳ khưu sau đó đó, vì đó ngay từ lúc mà thành tựu thánh quả, thưa quý vị, thì vì đó tự nhiên có một cái khả năng hiểu biết được những điều nào là cần thiết nên làm và những điều nào không nên làm. Mà nó ngộ cái là khi đã vô cái chiều hướng của thánh vứt đó, thưa quý vị, thì cái đời sống thân khẩu của con người đó tự nhiên nó tốt đẹp à. Tự nhiên nó tốt đẹp à. Đó là cái đặc tính của pháp mà. Chứ bởi vì mình còn phàm phu, mình còn phiền não, cho nên mình mới sống lộn xộn bê bối thôi. Chứ còn khi mà tâm đã vô cái chiều hướng đó rồi thì tự nhiên cái đời sống về thân khẩu, những lời nói, những hành vi, những ý nghĩ của mình nó rất là an tịnh. Nó rất là an tịnh. Mà dường như có thể nói rằng không có cần phải ai gợi ý để nhắc nhở hết. Đó, cái đó là thánh giới đó, thánh giới. Ông phàm phu của mình là phải kè kè theo, phải học đọc nè, rồi có người nhắc nè, rồi phạm phải có người chỉ ra cho lỗi cho thấy, vân 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 vân. Rồi đó là như vậy đó. Rồi hôm nay chúng ta học đến đây thôi, suy nghĩ cũng vừa phải để ăn rồi. Phần còn lại thì lớp học chúng ta làm những việc cần phải làm để hoàn mãn cho được tốt đẹp đi. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Maya. Nam mô Sang Khaya. Và con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Quy Niệm và con xin kính đảnh lễ sư Minh Thông. Và Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Quy Niệm
Hôm nay con biết là sư đi công việc về rất là bận mà cũng vô lớp. Dạ con xin kính sa thú sư rất là nhiều. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ. Con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông thay mặt chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Dạ con xin dâng bích lại cho sư ạ. Phavatu sabba mangalang ratkang tu sabba devata sabba bhuta nupave nasada soti pavang tu te phavatu sabba mangalang ratkang tu sabba devata sabba dhamma nupave nasada soti pavang tu te phavatu sabba mangalang ratkang tu sabba devata sabba sangha nupave nasada soti Phà vâng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng. Các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú sa thú. Dạ con xin kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tà san ti vi hà ra hoa si ni thụ bê kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa ni na pa văn tu pu chi ta so thân ca ron tê ta vi ha ra măng đa lê thế ra cha mắt cha na wa ca cha tin ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha i sa ra sam ba na pu ta su khi ta pa văn tu tê cha bu cha ye bi cha an da sam pa wa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng pa tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chỉ rằng sa tăng thầm mô thầm mắn tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắng gô qua anh tha ya cha hi ta ya cha âm hê rằng ca tu sanh thầm mô sam bê bi thầm ma cha ri no vô thinh sam ba bồ này ya ma thầm ma ri yam ba quê đi tê y đằng ngô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng ngô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng ngô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô ý đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tú á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ Nguyên Như xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại trong Nguyên Như kỳ viên vào tối ngày mai, tức là tối thứ sáu cũng như là sáng thứ bảy bên Việt Nam, sẽ lại là ngày của kinh Milanda sẽ dạy cho chúng ta tiếp tục về môn vi diệu pháp. Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.